Nhiều người bán vé số, mua bán ve chai và các mảnh đời cơ cực, không có việc làm do đợt dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tìm đến những địa điểm có tủ lạnh cộng đồng để nhận các thực phẩm được bữa ăn cho gia đình. Củ sắn, bí đỏ, bí, bầu, đậu đũa, đậu bắp, cà chua, trứng gà, v.v. là những thực phẩm thiết yếu luôn có trong những chiếc tủ lạnh cộng đồng. Cầm trên tay những thực phẩm được nhận từ tủ lạnh cộng đồng, đặt tại số 100, Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người nhận xúc động cho biết họ cảm thấy ấm lòng giữa thời điểm quá khó khăn vì dịch Covid-19. Trời ơi, có vậy là mừng dữ lắm rồi. Dạ, có giúp đỡ ăn hả, mừng dữ lắm. Đó, nó thiệt. Giờ vậy thế mình cũng có ăn đó, cái hột gà với cái bí đao của mình ăn rồi. Người khác nữa. Thời buổi này khó khăn là mình, cái này là mình mừng quý nhất rồi. Đi chợ là khó khăn lắm, mà mình nghèo khổ, mình không có tiền mình đi chợ. Bây giờ người ta giúp mình cái này là mình mừng rồi. Có trứng với lại bí với lại cà chua. Không được à, trứng, bí. Trời ủng hộ, giờ khổ quá, giờ không có đồ ăn. Giờ sinh giờ cũng ăn đi ra cây mà không có cái gì. Phải không? Giờ cô cũng sinh giờ ăn qua nghề. Khổ quá, ở nhà không dịch bệnh, không có làm ra tiền. Nói chung cũng mừng lắm. Tại vì nói chung là bây giờ mua bán không trả được. Mua dây chai cũng ế ẩm cũng khổ, có cái này cũng được giúp cho được bữa hai bữa rồi nó cũng đỡ. Không, mấy này nó ăn thì nó cũng đỡ chứ khổ. Trước thì không có dịch cái thì nó đỡ đỡ, còn bây giờ dịch tàn hoài còn khổ. Nói chung là cũng cảm ơn, cũng mừng dữ lắm. Này là bí nè, à trứng nè, cà chua nè, đó, cho đủ 10 người ăn. Bây giờ có cái này người ta rất là mừng, rất mừng, rất cảm ơn. Ông Nguyễn Tuấn Khởi, chủ mô hình tủ lạnh cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông nghĩ đến mô hình này khi thấy nó hoạt động thành công ở Mỹ, Pháp, Hồng Kông và Thái Lan trong những đợt giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Ở tại nước ngoài là sau khi dịch thì ở tại Mỹ đầu tiên là có rất là nhiều cái người muốn cho đi và những cái thực phẩm mà họ còn thừa trong gia đình thì cái mô hình tủ lạnh cộng đồng xuất hiện đầu tiên tại Mỹ. Họ đặt những cái tủ lạnh ở trên cái vỉa hè để những người có đó họ bỏ vào. Và những cái người mà họ thiếu đó họ đến họ nhận. Thì xuất phát tại Mỹ, sau đó ở Pháp, rồi Hồng Kông, Thái Lan cũng có. Thì chúng tôi nhận thấy là chúng tôi đã tổ chức cái hoạt động nấu ăn của Bếp Yêu Thương là một tháng nay rồi. Chúng tôi cung cấp là hiện nay bây giờ là mỗi ngày tới 8.000 cái suất ăn lận. Nhưng mà sau đó chúng tôi thấy rằng là thì chỉ thị của thành phố là không có khuyến khích người dân ra nhiều nữa. Vì thế chúng tôi quyết định là trao tặng thực phẩm một lần để họ về. Thì chúng tôi mới triển khai cái mô hình cái tủ lạnh cộng đồng này. Chỉ trong 3 ngày đầu triển khai mô hình tủ lạnh cộng đồng tại Việt Nam của ông Khởi đã nhận được 50 tấn thực phẩm hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân. Cái mô hình tủ lạnh cộng đồng này ở tại Việt Nam thì chúng tôi triển khai nó có một cái đặc biệt là chỉ có 3 ngày nay là chúng tôi thu hút được khoảng 50 cái tấn thực phẩm của mạnh thường quân hỗ trợ. Và thật sự là chúng tôi cảm thấy rằng là đây chính là một trong cái vật trung gian để họ gửi gắm về cái tình cảm của mạnh thường quân và chúng tôi tái phân phối cái thực phẩm đây đến các cái bếp ăn rất là tốt luôn ạ. Chỉ có một điều mà tôi cũng cảm thấy một chút có một chút xíu khó khăn là thật sự là hiện nay người dân họ khó khăn nhiều, một số hộ người nghèo mưu sinh nghèo khó khăn, vì thế là khi mà chúng tôi mong chờ cái việc tự ý thức họ đến trật tự để lấy trong cái tủ lạnh ra thì nó gặp phải một số vấn đề về cái giãn cách và những cái quy định, vì thế là chúng tôi gặp khó khăn trong việc đấy, vì thế chúng tôi buộc phải phát theo một cái cách truyền thống mà không để tự ý thức được. Và chúng tôi cũng muốn là sau cái tủ lạnh này là chúng tôi sẽ đặt ở một số cái điểm nào đó mà đảm bảo cái có thể là cái người dân họ đến họ có cái trật tự và họ tự quản hơn á. Chúng tôi mong muốn là sau cái đợt này xong là hết dịch chúng tôi vẫn duy trì 10 cái tủ lạnh này ở trong cái cộng đồng, ở trong các cái khu chung cư để giao lưu chia sẻ thực phẩm. Theo ông Khởi, mô hình tủ lạnh cộng đồng cũng là một hình thức chống lãng phí thực phẩm, vì qua đây những gia đình nào muốn chia sẻ thực phẩm dư của mình cũng có thể mang ra tủ lạnh cộng đồng để những người cần có thể đến lấy.